Tom Hardy, quá khứ nghiện ngập và hành trình vị cứu tinh của Hollywood. Chỉ cách đây hơn một thập niên, Tom Hardy vẫn còn là con sâu rượu, đắm chìm trong chất kích thích. Sau khi rượu bùng đứng dậy, anh vươn lên trở thành ngôi sao đáng ngưỡng mộ bậc nhất Hollywood bằng tài năng diễn xuất xuất chúng và không kém phần kỳ quặc. Chất men bạo lực từ nhỏ. Ít ai biết rằng quá khứ dữ dội và đầy đen tối của gã trai hư Tom Hardy chính là một trong những chất xúc tác giúp anh có thể nhập vào những nhân vật điên loạn, cá tính, đa nhân cách đầy ấn tượng. Tom Hardy sinh ngày 15 tháng 9 năm 1977 tại vùng Tây Nam London, nước Anh, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nhà văn, mẹ là họa sĩ. Ngay từ nhỏ, Tom Hardy đã được tiếp xúc với âm nhạc, văn học và hội họa. Vì gia đình khá giả, Tom Hardy luôn được theo học những trường tư danh tiếng ở London. Anh chưa bao giờ phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng từ nhỏ anh đã là cậu bé nghịch ngợm, phá phách và thường xuyên gây rắc rối cho thầy cô và gia đình. Chơi với đám trẻ đường phố, từ năm 11 tuổi, Tom Hardy tập tành sử dụng chất kích thích và trở nên nghiện ngập. Năm 15 tuổi, anh bị cảnh sát bắt giữ khi đang lái chiếc Mercedes trộm được trên đường. 16 tuổi, cuộc đời của Tom Hardy tưởng như đã mãi mãi chìm vào trong bóng tối khi bị đuổi học vì trộm cắp, nghiện ma túy, rượu chè và thường xuyên đánh nhau gây rối với cảnh sát. Thậm chí anh còn lao vào những cuộc tình đồng tính để thử cảm giác mới lạ. Tôi thậm chí sẵn sàng bán cả mẹ mình để đổi lấy thuốc, Tom Hardy từng nói về những ngày tháng đen tối nhất của tuổi trẻ như thế. Cuộc đời của anh tưởng như sẽ tuột dài trong hố sâu, nhưng có lẽ định mệnh của Tom Hardy sinh ra không chỉ để trở thành một kẻ vô dụng, nghiện ngập và bất cần đời. Rượu bùng đứng dậy bằng tài năng xuất chúng. Sau khi cai nghiện thành công, Tom Hardy bắt đầu theo học trường diễn xuất Drama Centre London và giành chiến thắng cuộc thi người mẫu Find Me a Supermodel ở tuổi 21. Tuy nhiên, thế giới người mẫu với những bộ cánh hào nhoáng và Tom Hardy vốn dĩ không thuộc về nhau. Anh tiếp tục ra đi tìm con đường mới và chỉ 3 năm sau, anh góp mặt trong hai bộ phim chiến tranh đình đám là Black Hawk Down và series Band of Brothers 2001. Dù chỉ là vai phụ nhưng việc góp mặt trong dự án của hai đạo diễn huyền thoại như Ridley Scott hay Steven Spielberg là khởi đầu đáng mơ ước cho bất kỳ diễn viên nào. Sau đó, với gương mặt đầy bạo lực của mình, Tom Hardy được mời đóng vai phản diện trong Star Trek Nemesis 2002. Không chỉ có năng khiếu bẩm sinh trước ống kính mà trên sân khấu, Tom Hardy cũng có thể chứng tỏ tài năng bản thân với vai diễn trong vở Blood và In Arabia, We'd All Be Kings. Anh được trao giải London Evening Standard Theatre dành cho diễn viên sân khấu mới xuất sắc vào năm 2003. Thuần phục con quái vật từ bên trong. Tài năng là vậy nhưng ngựa quen đường cũ, sự nghiệp của Tom Hardy suýt chút nữa lại đi vào ngõ cụt bởi chuỗi ngày sống buông thả không điểm dừng. Nhiều lần anh nhìn thấy mình thức dậy trên vũng máu và ói mửa tại một con đường ở London hay thậm chí ở thành phố khác sau một đêm trị lạc bên cạnh những người lạ mặt. Cuộc hôn nhân với người vợ đầu Sarah Ward cũng tan vỡ bởi vì lý do đó, Tom Hardy hoàn toàn đắm mình vào nghiện ngập cùng những cuộc vui thâu đêm với các cô gái lạ. Năm 2004, Sarah đệ đơn ly dị, chấm dứt 5 năm chung sống không mấy hạnh phúc giữa hai người. Tài tử từng cho biết, ngay từ khi còn trẻ, anh đã cảm nhận cơ thể và tâm hồn mình luôn phải chiến đấu hàng ngày với con quái vật đang ngự trị bên trong. Anh kể, câu chuyện cứ tái diễn ngày qua ngày, dù tôi không muốn mọi người biết mình bị mất kiểm soát, nhưng thú thật tôi không tài nào che giấu được nó. Tôi rất may mắn khi không mang bệnh hay phải vào tù để không còn đường lui nữa. May mắn tôi đã học được cách thuần phục con quái vật trong người mình. Sau khi ly hôn, anh quyết tâm ghi tên vào một trung tâm cai nghiện. Sau 28 ngày cai nghiện và chia sẻ câu chuyện của mình với những người cùng hoàn cảnh trong nhóm đồng đẳng cai nghiện, Tom Hardy đã làm chủ được chính mình dù thỉnh thoảng vẫn phải chiến đấu với những ám ảnh cũ. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp những video hay nhất về doanh nhân. Thông tin chi tiết bên dưới video. Những vai diễn kỳ quặc. Năm 2008, Tom có sự xuất hiện đáng nhớ trong Bronson, vai diễn tên tội phạm cơ bắp với nội tâm mâu thuẫn, được anh khắc họa trọn vẹn và ấn tượng. Bộ phim là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của anh, mang tới hàng loạt giải thưởng, trong đó lớn nhất là giải nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim độc lập Anh Quốc năm 2009. Sau nhiều bộ phim ở xứ sở sương mù và loạt phim truyền hình, cuối cùng Tom Hardy cũng có bước đột phá với bom tấn Inception 2010 của đạo diễn Christopher Nolan. Đây cũng là cột mốc đánh dấu mối lương duyên đặc biệt giữa Nolan và Hardy. Tom Hardy còn hợp tác với đạo diễn Nolan trong hai dự án đình đám khác, đó chính là The Dark Knight Rises 2012 và Dunkirk 2017. Trong tập cuối của bộ ba phim về Batman, anh vào vai kẻ phản diện Ben
luôn đeo mặt nạ và có chiếc giọng ám ảnh. Thân hình vạm vỡ, chiếc mặt nạ cùng giọng nói đầy ám ảnh của Tom Hardy đã lột tả xuất sắc sự ác nghiệt lạnh lùng của gã phản diện này. Còn trong Dunkirk, với phần phim trên không trung, trong chiếc máy bay Spitfire và những cảnh liều mình chiến đấu với các phi cơ của Đức, gần như Tom Hardy chỉ diễn bằng ánh mắt, bởi toàn bộ gương mặt của anh đều đã được giấu sau lớp mặt nạ. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, ít thoại và không có không gian diễn, nhưng khán giả vẫn ấn tượng bởi khả năng diễn xuất đỉnh cao của tài tử người Anh. Anh đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong hình tượng người lính anh hùng với khuôn mặt lạnh, đôi mắt sâu đầy cảm xúc. Chia sẻ về một trong những chàng thơ của mình, đạo diễn Christopher Nolan cho biết, ông quyết định giấu khuôn mặt của Tom Hardy ở Dunkirk được lấy cảm hứng từ màn trình diễn xuất thân của anh trong vai tên khủng bố Ben trong The Dark Knight Rises 2012. Tôi đã rất xúc động với những gì anh ấy thể hiện trong The Dark Knight Rises với hai mắt, cặp đôi lông mày và vầng trán. Tôi nghĩ hãy xem thử những gì anh ấy có thể làm khi chỉ còn lại đôi mắt. Nolan giải thích, vị đạo diễn nổi tiếng khẳng định rằng Tom với diễn xuất bằng mắt thực sự vượt xa những gì mọi người có thể làm với toàn bộ cơ thể của họ. Anh ấy là tài năng độc nhất vô nhị. Tom Hardy thật phi thường. Minh chứng cho tài năng diễn xuất của Tom Hardy, khán giả không thể không nhắc tới những dự án như phim điệp viên Tinker Soldier Taylor Side, phim võ thuật Warrior, phim hình sự Lawless hay đặc biệt là Locke. Trong Locke 2014, Tom Hardy đã có màn thể hiện được xem là bậc thầy diễn xuất. Bộ phim chỉ có duy nhất một nhân vật do anh đóng xuyên suốt 84 phút, trong bối cảnh chỉ diễn ra trong chiếc xe hơi nhưng không hề gây nhàm chán. Tom Hardy độc thoại và thể hiện cảm xúc qua giọng nói, ánh mắt lẫn nét mặt khiến người xem cảm thấy vô cùng thú vị. Vai diễn ấn tượng này cũng đem về cho anh đề cử nam diễn viên chính xuất sắc giải tinh thần độc lập. Dấn thân vào diễn xuất đã lâu và góp mặt trong nhiều phim điện ảnh nổi tiếng, nhưng tên tuổi của Tom Hardy chưa bao giờ vươn lên hàng sao nổi bật. Mãi đến năm 2015, khi đóng chính bom tấn hành động Mad Max Fury Road, một trong những bộ phim hay nhất thế kỷ 21, tên tuổi của anh mới thực sự được công chúng biết đến rộng rãi. Diễn xuất cứu sống bom tấn. Không ít lần bằng tài năng diễn xuất của mình, Tom Hardy đã cứu sống những tác phẩm nhạt nhòa như The Drop 2014 hay Legend 2015. Lúc đó anh chính là lý do duy nhất để khán giả theo dõi những bộ phim này đến phút cuối cùng. Điểm sáng lớn nhất của Legend nằm ở phần diễn xuất. Nam diễn viên Tom Hardy đem đến màn trình diễn tuyệt vời khi cùng lúc hóa thân hai vai diễn hoàn toàn khác biệt, từ ngoại hình cho đến tính cách, dù đây là hai anh em sinh đôi. Trong khi Reggie sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, bảnh bao, cẩn trọng, lãng mạn, thì Donald lại là gã tâm thần không bình thường, dễ cáu kỉnh, thích đánh đấm. Tom Hardy đã đem đến hai nhân vật với hai tính cách khác nhau mà không thể bị lẫn lộn. Anh em nhà Cray là dấu ấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp diễn xuất đồ sộ của nam tài tử. Và trong năm 2018, bom tấn phản anh hùng Venom của hãng Sony cũng là trường hợp đáng tiếc khi bộ phim có kinh phí hơn 180 triệu đô la rốt cuộc được cứu bởi chính Tom Hardy. Dù nhận phải nhiều ý kiến trái chiều, nhưng giới phê bình và khán giả đều đồng lòng rằng điểm sáng nhất của phim nằm ở màn thể hiện tuyệt vời của nam diễn viên người Anh. Nếu Venom không phải do Tom Hardy thể hiện, có thể bộ phim chỉ là một mớ hỗn độn và nhạt nhòa. Những ai đã quen với một Tom Hardy đầy tâm lý ở cả chính và phản diện sẽ phải ngạc nhiên với hình tượng Eddie Brock vui nhộn trong phim này. Khán giả phải ồ lên vì hóa ra ngoài vai tâm lý, anh còn diễn hài rất duyên, đặc biệt cách Eddie chung sống hòa hợp với loài sinh vật Venom bên trong khiến nhiều người liên tưởng đến cách mà anh thuần phục con quái vật của chính mình từ trong quá khứ. Hình tượng gentleman mẫu mực. Khi nói về một hình tượng gentleman, người ta hẳn sẽ nghĩ đến những gương mặt góc cạnh, làn da có chút rám nắng, râu tóc được cắt tỉa gọn gàng, cùng với bộ suit là lược phẳng phiu. Nhưng tất cả đó cũng chỉ là vẻ ngoài. Khác với hầu hết những ngôi sao điện ảnh khác, Tom Hardy sau khi bắt đầu lại một cuộc hôn nhân với vợ sau là Charlotte Riley, anh đã hoàn toàn cải tà quy chính. Bộ phim Wuthering Heights 2009 đã làm đảo lộn cuộc sống riêng của Tom Hardy và Charlotte Riley. Chỉ một năm sau khi phim đóng máy, hai người đã đính hôn. 4 năm sau đó, đám cưới của họ diễn ra trong bí mật nhằm tránh xa sự tò mò của giới truyền thông và người hâm mộ. Lại nói, trước khi trở thành người của công chúng, Tom Hardy cũng cần hoàn thành trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình. Nam diễn viên có một cậu con trai đã lên 10 và đối với con, anh chỉ cho phép con được nghe về sự nghiệp của mình, chứ tuyệt nhiên không cho con xem mình đã diễn như thế nào. Với Tom Hardy, con phải xem những bộ phim phù hợp với lứa tuổi. Có lẽ anh muốn ngăn chặn trước chuyện một ngày nào đó, con trai sẽ dẫm lại vào vết xe đổ của mình trước kia. Người ta nói đúng, gia đình luôn là cái gốc, là cái nôi để nuôi dưỡng tâm tính một con người. Nếu như sau lần cai nghiện trước kia, Tom Hardy được hồi sinh một lần về sức khỏe, thì sau khi tái hôn, anh đã được hồi sinh thêm một lần nữa, nhưng là cho tinh thần.
Hiện tại trong tay Tom Hardy không còn là gói ma túy đang hút dang dở hay chai rượu đã vơi đi một nửa, mà là một vị thế sự nghiệp diễn xuất đáng mơ ước, một gia đình hạnh phúc. Dù vậy, với anh, những ngày tháng đen tối và điên cuồng trong quá khứ vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong con người anh, bởi nhờ nó mới có Tom Hardy của ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!